Vâng, em Sáng đến từ đồ gỗ cao cấp Sáng Trang, xin kính chào các bác. Hôm nay em Sáng chia sẻ tới các bác một trong những sản phẩm em Sáng nghĩ đó là một tác phẩm đồ gỗ nội thất vô cùng tuyệt vời các bác ạ. Và trước mắt các bác đây là một bộ có tên gọi là bộ triện tàu các bác nhé, bộ triện tàu. Và đặc biệt được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang làm trên nền tảng chất liệu gỗ Cẩm Lai, loại VIP nhất phân khúc thị trường. Nếu các bác nào đam mê dòng gỗ Cẩm Lai cũng như tìm hiểu sâu thì các bác cũng biết rồi, đây là một trong những loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới các bác nhé. Và để tạo nên một bộ sản phẩm tuyệt vời như thế này, đồ gỗ Sáng Trang đã phải trải qua rất nhiều tâm huyết các bác ạ. Hôm nay sản phẩm đã được cơ sở chúng em vào lớp lót 3. Thì như quý vị anh chị em cảm nhận này, bộ sản phẩm này nếu quý vị anh chị em mình cảm nhận thì quý vị anh chị em cũng biết được cách thức mà đồ gỗ Sáng Trang hoàn thiện các bác ạ. Bộ sản phẩm này, đồ gỗ Sáng Trang hoàn thiện trên nền tảng đó là đánh xi trần tự nhiên. Thì đây là quá trình vào lớp lót 3, em Sáng quay một cái video này để quý vị anh chị em mình cảm nhận được cái sự chân thật cũng như là những cái sản phẩm đi từ cái khâu hoàn thiện từ mộc cho đến cách mà em Sáng làm nên một bộ sản phẩm đẹp các bác ạ. Ở cái bộ triện tàu này thì quý vị anh chị em mình cảm nhận đó là gì? Có rất nhiều chi tiết được chạm trổ các bác ạ. Bởi vì đây là một trong những bộ mà bên đồ gỗ Sáng Trang làm theo một cái phong cách mẫu lai giữa cái bộ trường kỳ tàu các bác nhé. Tạo nên một bộ triện tàu thì nó bao gồm 10 món các bác ạ. Bộ sản phẩm này thì bao gồm một chiếc đoạn chính giữa các bác nhé. Đoạn chính giữa có thông số kỹ thuật 2m08, chiều sâu 62. Và chân bộ sản phẩm này là chân 10 phân rưỡi các bác nhé. Chân 10 phân rưỡi. Có thế này, vách của bộ triện tàu thì được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang chia làm 3 khoang các bác nhé. 3 khoang. Và mỗi một cái ván vách đều được một cái cảnh 3D rất đẹp. Những cái cảnh này thì đây là những cảnh theo cái tích của những bộ triện bên Trung Quốc các bác nhé. Và đặc biệt hơn nữa, nó có những cái song lan như này quý vị anh chị em ạ. Đấy, cái song lan này thì quý vị anh chị em mình cảm nhận đó là gì? Đó là những cái song lan của bộ trường kỳ các bác nhé. Đó, thì em Sáng vẫn nói đây là một bộ triện tàu được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang vẽ mẫu lại, mà trong khi đó là đưa những cái tích vô cùng đẹp tuyệt vời. Các bác cảm nhận được những hoa chi tiết hoa văn vô cùng sạch sẽ các bác ạ. Đây là mới vào lớp lót 3 các bác nhé, hàng chưa hoàn thiện hết đâu ạ. Khi nào vào xi thì em Sáng tiếp tục quay video để quý vị anh chị em mình cảm nhận được cái độ sắc nét mà đồ gỗ Sáng Trang hoàn thiện nên một bộ sản phẩm tuyệt vời như thế này. Toàn bộ mặt ván là mặt ván liền một tấm các bác nhé. Đó, hàng cực kỳ VIP luôn. Đó, sản phẩm này dành cho những bác thật sự là hiểu sâu về đồ gỗ cũng như là những cái dòng sản phẩm được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang làm trên nền tảng chất liệu gỗ Cẩm Lai. Khi mà hàng vào xi thì quý vị anh chị em biết rồi đấy, nó sẽ mỏng, đặc biệt là tôm gỗ cực kỳ trong. Đó, các bác cảm nhận này, hàng đục hai mặt này các bác này. Đó, đây là mặt sau của sản phẩm, em Sáng quay video để quý vị anh chị em cảm nhận mặt sau này. Đó, và đặc biệt hơn nữa ở bộ sản phẩm này thì quý vị anh chị em mình cảm nhận đó là gì? Đặc biệt cái chương của sản phẩm các bác nhé. Đó, cái chương đoạn này. Chương này là chương được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang làm theo cái lối chương của Sơn Thủy các bác ạ. Các bác nhìn thấy hai cái xoắn ốc hai đầu không ạ? Đó, chương lối Sơn Thủy. Và được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang bên em chọn cái cây gỗ cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là sản phẩm này từ những chi tiết rất nhỏ, từ những cái thanh, những cái chỉ đều là những tuyển những cây gỗ đẹp các bác ạ. Đó, và với bộ sản phẩm này thì chúng ta bao gồm 4 ghế. Mỗi một cái ghế đơn này có thông số kỹ thuật là chiều dài các bác ạ. Chiều dài là 76, chiều sâu 62 các bác nhé. Đó, sản phẩm vô cùng tuyệt vời. 4 ghế các bác nhé, 4 ghế. Và mỗi một cái ghế này đều đục cảnh tích khác nhau. Đó, và đặc biệt các bác nhìn cảm nhận chân này, chân đục tứ bề luôn các bác nhé, chân đục tứ bề. Sản phẩm thì yếm đục triện rơi các bác ạ, yếm mảnh đục triện rơi, vô cùng đẹp. Thật sự đây là một trong những sản phẩm em Sáng nghĩ nó là một trong những dòng tác phẩm đồ gỗ không phải lúc nào có mặt trên thị trường các bác ạ. Và đặc biệt chọn những cây gỗ Cẩm Lai vân xỉ rất đẹp. Và với một thông số kỹ thuật của một chiếc bàn khá lớn bên đồ gỗ Sáng Trang làm, bàn có thông số kỹ thuật có chiều dài là 1m67, chiều rộng là 1m07 các bác nhé. Đó, vô cùng tuyệt vời. Và bàn có một cái răng và ván ở dưới này quý vị anh chị em ạ. Đó, các bác nhìn thấy cái bàn này giống cái bộ bàn của trường kỳ kéo dài không? Đó, những cái quan trọng nhất là gì? Em Sáng xin thưa quý vị anh chị em là quá đẹp luôn. Từ những chi tiết hàng ngang này, bên em Sáng giáp này, giáp những cái gân lá này, nó vào những cái mọng ngang cực kỳ chuẩn, cực kỳ sắc nét luôn. Và đặc biệt hơn nữa là đục những cái lá nho ngay chỗ đầu cạnh óc của cái chân này này, nó tạo nên một điểm nhấn vô cùng tuyệt vời các bác ạ. Thật sự là như thế. Đó, em Sáng xin thưa quý vị anh chị em rằng là nếu các bác có nhu cầu ở những dòng sản phẩm nội thất cao cấp, đặc biệt trên nền tảng chất liệu gỗ Cẩm Lai, từ những sản phẩm bàn ghế giường tổ các bác nhé, đặc biệt là bàn ghế này, giường này, tủ này, bàn phấn này, kệ tivi, bàn trang điểm,
rồi tủ rượu, tủ bày đồ. Các bác có thể qua trực tiếp đồ gỗ Sáng Trang, có địa chỉ tại khu vực làng nghề đồ gỗ Kim Thiều, Hương Mạc, Phú Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh các bác ạ. Đấy, các bác có thể qua kênh YouTube đồ gỗ Sáng Trang, các bác tìm hiểu sâu về những dòng sản phẩm mà em Sáng làm. Đó, các bác cảm nhận này, để tạo lên một dòng sản phẩm cầm lai, một bộ ghế đẹp to như thế này thì cơ sở bên em lựa gỗ cực kỳ kỹ luôn các bác ạ. Thì cái này thì các bác có thể qua kênh YouTube các bác xem những cái dòng sản phẩm mỏng mà bên em Sáng đăng. Còn đây này, khi mà đã vào lớp lót 3 rồi thì cái sản phẩm nó sẽ trở lên hoàn hảo hơn nữa các bác ạ. Đấy, các bác nhìn thấy cảm nhận cái trương này, những cái tia gân gỗ vô cùng đẹp tuyệt vời. Thì đây là một trong những giá trị tài sản của thiên nhiên ban tặng các bác ạ. Và cái việc của đồ gỗ Sáng Trang là chỉ cố gắng hết sức mình để lựa những cái gỗ đẹp nhất phục vụ quý vị anh chị em. Rất mong những sản phẩm tuyệt vời như thế này được quý vị anh chị em mình đông đảo, mình yêu thương, mình đón nhận. Và bộ sản phẩm này thì là một trong những bộ sản phẩm mà bên em Sáng làm theo đơn đặt hàng các bác nhé. Và từ giờ đến Tết là chỉ còn mấy ngày nữa thôi, bên em Sáng sẽ vào xi và hoàn thành nốt trách nhiệm của mình. Đó, thì hôm nay em Sáng làm cái video này quay trực tiếp tại xưởng đồ gỗ Sáng Trang các bác ạ. Nếu các bác có thời gian, các bác có thể qua trực tiếp xưởng bên em uống trà thẩm đồ các bác nhé. Và một lần nữa em Sáng xin trân trọng cảm ơn, chào thân ái.